Xin chào cả nhà thân mến, cả nhà ơi, hôm nay là bầu trời Cali nó hơi nắng hơi nóng, hơi hồng. À, từ lúc có tráng sĩ đẹp trai chở đi ăn trưa đó quý vị, thì mình rất là hạnh phúc. Hai đứa vô tình mặc hai cái áo thun không có giống nhau. Rất là liên quan, rất là có duyên nha quý vị. Và được cái là anh Phong hôm nay đã lên chiếc xe Tech Lào của Thúy Nga và anh đã test thử cái xe. Dạ, anh rất là I like it, you like it. You like? No. Why? Tự nhiên tự động quyết định ảnh lên like thiệt nữa là sao trời? Thì nhiều lúc em hay trả lời cho người ta, anh Phong mà bữa giờ đó mọi người. Nói chung là tôi bất mãn lắm rồi. Ủa sao bất mãn hoài vậy? Cuộc đời này sao tôi bị cô dụ hoài. Ủa em đâu dụ với anh, em mà anh đi ăn trưa đàng hoàng mà. Mời Phong. Tôi 11 giờ mà giờ 12 giờ rưỡi rồi. Lý ra là em đi với anh rồi nhưng mà chị Thoa nói là chị Thoa chạy lên. Thôi đừng có đưa chị ra bánh tráng. Chị Thoa, chị nói chạy lên em nói thôi ráng chờ chị Thoa, em rủ chị Thoa đi ăn luôn. Chị Thoa thực ra cũng có công đúng không? Không phải có công, chị Thoa nay tranh thủ đi lên đây để đi mua đồ. Nghe nói thôi, chị nói chị đi lên đây mua đồ sẵn, chị qua chị ăn trưa với em, với chị Phong, với lại một anh nhạc sĩ. Ủa anh nhạc sĩ mà em thích đâu rồi? Đi sắm đồ rồi, chuẩn bị. Ôi, lý ra hôm nay ổng phải đi ăn trưa với em rồi em phải là diễn cảnh lại là giả bộ như Thúy Nga lấy chồng nhạc sĩ, cuộc sống Thúy Nga sẽ thay đổi ra sao. Giả đó. Bộ luôn hả kìa? Giả bộ nhiều lúc hay thành thật lắm, nhưng mà anh đi là hả? Đi sắm đồ. Chả là như gì, chuyện nói dài lắm quý vị ạ. Anh nhạc sĩ từ Việt Nam qua chơi, anh tên gì ta? Minh Luân. Rất là đẹp trai, cao to người người, qua đây mới có vài ngày thôi thì vô tình bữa đó là chế Phong lâu lắm mới qua nhà Thúy Nga một lần, tự nhiên qua cái qua đúng lúc quý vị, qua rất là hợp thời hợp khắc luôn. Thế là qua thì hai cái thùng hàng nó về thì ảnh nhiệm vụ anh phải gắn đèn, gắn cái tủ giày. Rồi qua ngày sau nghe nói thôi anh qua nữa đi, thì có chút xíu chuyện này nhờ anh, thì ảnh đưa anh bạn qua, thì là chút xíu chuyện quý vị, là tháo nguyên cái cổng nhà làm lại hết từ đầu cuối. Thì cảm xúc của anh mấy ngày làm xong thì anh thấy vui không? Chứ em vui nha, happy, cái cổng đẹp quá. Em cứ vui đi. Bữa đó không có quay được cái cổng làm quý vị, anh Phong tội lắm, leo mặt cái... Thấy đen tụi luôn chưa cả nhà, thấy đen tụi luôn được nè. Không, đen là anh đen sẵn rồi. Không, anh đen á. Ba anh đen thì anh phải đen chứ. Anh trắng hơn ổng. Ba anh người cha, người chăm mà, ông đen thì anh phải đen theo chứ sao anh trắng được. Bình thường anh trắng lắm, mà anh không trận. Thì là ảnh làm cho Nga nguyên cái cổng quý vị, Nga rất là happy, nhưng mà bị cái bữa đó Nga bận quá, Nga không có quay được cái khoảnh khắc anh Phong mặc áo ba lỗ, đội nón lá, leo lên cái sàn mà nó rung rinh sắp sập mà anh vẫn leo lên anh gắn cái sàn nha. Chắc rồi không? Không anh, em nghe một cái tin rất là động trời, có nghĩa là những cái dây mà anh cột vô đó là dây đó, dây cột cho vui thôi. Chứ nếu mà nắng nóng lên là những cái sợi dây đó sẽ bứt vì gió Santana, nó đó nó sẽ đánh bay ba cái mái ngói cho em. Anh bảo đảm cho em, anh đã gia cố và anh quan thì cho em 6 tháng. 6 tháng sau là anh quan sửa lại phải không? Có nghĩa là sáng tháo đó, khi nào nó thổi được sáng tôi tới tôi tháo là lần lại từ đầu. Ác quá. Nói làm xong làm ấy. Sao ông làm kiểu nghệ sĩ quá. Đừng có cột kẹm. Leon á, bữa đó anh làm xong thì em nấu lẩu, em đãi Leon. Em cũng có hiếu lắm, anh biết. Thì đó. Tôi cũng bạc phước. Bữa đó em đãi là em đãi anh luôn mà anh không chịu qua, thế là em mới đãi Leon. Thoa làm chứng thì Thoa, cứ bây giờ nó cầm một cái cuộc gọi, cô gọi cho tôi không? Có, bữa đó ngày đó em nói là cô tối tin qua loa, tối qua nha, tối qua. Cô nói rất là nhạt nhẽo, bạc bẽo lắm đó. Nó tối nhạt. Qua em nói là mừng cái cổng mới đẹp quá, tối qua ăn lẩu, anh nói là thôi tôi sợ lắm rồi, đời tôi từ đây sẽ tránh cô dài không còn gặp nữa. Tại vì gặp cô là bị cô hành hạ, thân xác làm cái này làm cái kia. Thì cuối cùng nghe là... nó nói chưa, thằng bạn tôi nó nói với cô á, nó nói gì nè, trời ơi Phong ơi, công tình tôi qua đây tôi dưỡng 2 tháng tôi đang trắng, qua nhà tôi có 2 bài rồi. Ông nó đen sẵn nha. Không, nó chẳng lắm đó. Vậy hả? Bình thường là... nó trắng thùi lùi à, hiểu không? Nhạc sĩ quý vị qua đây chơi có mấy ngày bị Thúy Nga bắt làm cái cổng. Trời ơi, đào đất trồng cây luôn mới ghê chứ. Chuyên nghiệp luôn. Cái gì anh cán len đó. Phải, gần đó quá. À, thì đây mọi người, thì rất là cảm ơn anh Phong hôm nay nha, đưa anh Phong đi ăn cái món đồng 99 phải không? Đồng 99 sen. Tạ ơn. Bữa đó nấu lẩu rất là ngon, thì Leon, em mời Leon qua bình luận cái cổng đẹp không. Leon nó là rất là đẹp nhưng mà tôi thông báo và những sợi dây này nó sẽ đứt. Thì bây giờ Leon chê rồi, anh nên tháo ra làm lại từ đầu. Anh em đi, từng nào nó mới đứt. Anh quan ti em không bao giờ đứt trừ khi nó mục. Cái nào nó mục nó mới đứt. Nó đứt chứ, nó nắng nóng là nó đứt. Từ từ, tin anh đi, anh làm đứt hoài mà. Thì đó, thấy chưa.
mọi người thấy chưa? Trời ơi, cái khoảnh anh bữa hôm em quên quay lắm nữa, anh review leo lên lại là anh làm diễn lại cảnh làm cái cổng cho em được không? Kêu ông đó qua luôn, đào đất lại từ đầu. Ê, Y Phong, không, mình làm cái cổng bây giờ em còn... Thôi, thôi, bây giờ tôi nhìn Nga tôi không biết tưởng tượng được bây giờ nó hỏi gì nữa. Ê, không, cái cổng mình làm xong rồi, bây giờ còn cái hồ sen đá lắm nữa, anh về làm đi, em quay review cho người ta biết anh rất là giỏi về trồng cây. Em đừng quan trọng gì mất công, tao chưa nên làm nữa. Không, anh nên làm, tại vì... Ai từ phòng mất, cô thấy chưa, có bao giờ tôi cầm microphone không mà có nào phòng một cục nè. Ai biểu bữa cục đó, trầy bữa, gì nè. Bữa đó em nói anh là... Nè. Chưa kể cô bị chó cắn nữa. Ủa chó đâu? Cô đi lên thoa lên nhà Fountain Valley, tôi nhà tôi bán hàng cho cô. Khách vô chụp hình với tôi xong tôi nhảy vô một cái, con chó nó tưởng tôi làm gì cái bà đó. Ủa? Táp một cái rách cái quần. Chó nào vậy anh? Con chó tôi chịu đi mua. Nhưng mà không sao, nó chỉ cắn chảy máu hai ba lỗ thôi. Wow. Hai ba lỗ à? Được cái chó nó cắn con cái, bây giờ cắn hai cái. Bây giờ cắn mấy ngày rồi. À, đâu có chút tôi cắn lại cô là nó chạy nọc rồi. Đó. Lát nữa mà anh cắn lại em là coi như anh điên rồi đó. Anh bị chó dại cắn rồi đó. Còn nếu mà anh ăn xong anh không làm gì em, anh không cắn em, anh không cấu xé gì em đó, thì có nghĩa là anh không có bị điên. Giờ anh muốn bị giống như bị bệnh chó dại không? Ô dạ đò bị đi Phong. Trời anh lát nữa anh về anh diễn lại nha, một là leo lên mái để em review cái khoảnh khắc lên cho dám không? Hai á là anh ra anh trồng cái giường sen sau đi cho ta biết là anh là một người đàn ông rất là giỏi. Nó đang gài anh đó. Anh thấy rồi, anh vô đây cho nó gần. Ồ, chỗ này reserve không được. Ồ, đi sáng này không mấy chút. Đi vô ai VIP, đi vô IP. Chị Thoa có VIP. Có. Chị Thoa là có thẻ VIP. Ở Mỹ này đó, chị Thoa là cái người rất là hạnh phúc khi có cái thẻ VIP này. Nghe Nga bỏ lên. Đây nè, chỉ có chị Thoa mới có cái thẻ này thôi nha quý vị. Mình gắn cái thẻ. Thế là còn trong bóp nha. Thế là còn trong bóp chị Thoa. Ủa không, chị Thoa đi với Nga một ngày. Từ từ nha, đi từ từ. Ok. Đó. Rồi. Bây giờ tụi em sẽ vô nghiền mì gõ nha quý vị. Không, Nga sẽ cho Nga sẽ cho mọi người thấy cái khoảnh khắc. Nga với anh Phong rất là hợp nhau trong một cái khoảnh khắc lạ. Trời, hai người mặc đồ đẹp quá nha. Đẹp không? Đẹp. Không hẹn mà gặp. Trời, anh coi từ trên xuống. Kéo em hồng cái quần. Coi. Anh nó còn lấy cái quần của em em tặng anh. Kéo cái kia ra coi cái chữ gì. Đã có bồ. Bồ là ai? Ai muốn hiểu sao hiểu ha, hết đi. Như sao tụi mình mặc sẽ giống đồ cặp vậy trời. Coi kìa nè, anh, từ trên xuống dưới. Anh cần cái quần hồng nào em vô đưa cho anh mặc luôn. Đưa dây hồng luôn nè. Dây hồng, trời sao giờ này bê đê quá vậy. Con chút xíu à. Con chút xíu thời gian mà đổi giới tính luôn vậy trời. Tôi gặp cô tôi phải vậy. Trời chắc anh. Bóng quá nha. Bóng bực mà luôn á. Vô đây coi. Đổi quá nói rồi. Ông chủ này ông mời em ăn 8 ngàn. Rồi xong, tình hình là cái quán gì mà gõ này là được bữa nó mời tụi mình đi ăn. Không phải cái đó là quán khác rồi. Quán khác rồi. Trời ơi. Xu vậy. Cái ông này ông mời em 1 tỷ năm rồi đó. Ông đi 1 tỷ năm rồi đó mà. Monday close. Monday close, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Open 2 ngày. Yeah. 1 tuần 2 ngày đóng cửa nó mời đúng cái ngày mình đóng cửa. Cái mẹ cái ngày này đóng cửa luôn hả? Thứ hai với thứ tư. Ông này chắc bán giàu lắm nè. Nên là ông mới dám nghỉ 2 ngày á. Đúng. Chứ người ta nghỉ ngày là mặt ta đã xanh rồi. Xin lỗi anh Kiền mì gõ nha, anh mời em 1.000 đồng. Nhưng mình ăn mì ký ở trong sao phút thọ đi. Ờ chỗ đó ngon á. Okay. Rồi. Ok đi. Mình không có mì gõ mình đi ăn mì ký, mà mình không có mì ký mình về mình ăn mì gói. Dạ hả? Tới ghiền mì gõ, không có ghiền mì gõ, bây giờ mình qua ghiền mì ký ngay chợ Phước Thọ. Mà mình không có mì ký mình về mình ăn mì gói. Ok không? Ok không? Những cái số anh gặp em là không có đồ ăn á, chỉ chờ khi có Út về mới ăn được thôi, cái gì ngon thôi đúng không? Tôi đã biết trước cái điều này sẽ ra rồi. Trời, tối qua em còn nướng thịt gà nè, em làm bò steak, làm đủ trò vô. Leon này là có phước nhất. Không, hôm qua thì em ăn với lại người khác, không ăn với anh.
lần nào qua làm 3 ngày, đối đủ 3 ngày. Cái đó, nói chủ nhà cái đó đâu có anh. Em mua phở Tuấn Cảnh về thì anh lại đi. Rồi em mua bánh mì. Anh yêu cầu mua phở Tuấn Cảnh cho tôi ăn. Mà để tôi nhớ kỹ nè. Tôi mua mì, mua phở Tuấn Cảnh mà đợi cho tới gần 3 giờ, 2 giờ mấy chưa về tới. Theo mỏ luôn. 2 ngày liên tiếp. Ngày thứ 3 khôn mà ăn bánh mì cho chắc ăn. Mà bánh mì cũng vậy nữa. Tại ơi là tại. Ủa ăn uống mà trễ nải quá vậy. Chưa thấy, không, chưa thấy gia chủ nào mà đối xử với thợ vậy bao giờ. Bonsa này đẹp quá, nắng đẹp quá quý vị. Nó đang nói chuyện khác vậy anh. À bonsa đẹp mà đường hơi kẹt xe chút xíu à. Bonsa là kẹt xe dữ lắm nha bà con. Chương trình Nga mà để nói về Nga thôi rồi. Nói bao la bát ngát trùng trùng và điệp điệp. Đúng là vậy. Trùng trùng điệp điệp luôn hả? Anh Phong, bữa đó em đưa anh xuống dưới LA mà cái chỗ mà khu... Em đừng đưa anh đi đâu nữa, trời ơi nha, anh xin em. Một lần em đòi đưa anh đi đâu là anh hiểu hết rồi. Cái chỗ bắn cây đó, trời ơi, cây ở dưới đó đẹp lắm, cây sỉ đó. Để lựa đem về nữa đúng không? Rồi thì anh bưng giùm em. Cây là chuyện bình thường, bưng cũng chuyện bình thường, mà cái thằng nào đào hố là chuyện quan trọng. Tôi biết trước điều gì xảy ra hết rồi. Không, mấy cái cây cảnh nó không có cần đào anh, mình chỉ cần mua cái... mua chậu không? Mình mua cái chậu mình bỏ vô cái thằng. Sao mình bưng cái chậu nè. Mình mua bịch đất, mình bưng bịch đất về nè. Mình bỏ vô xong mình... Mà không ủa sao anh hiểu vậy? Nha, Thoa. Ủa anh, lên trên này anh quẹo vô cho anh đi đâu vậy? Đây, nó đằng sau lưng đây mà. Đâu, chỗ đó nó lạnh gì có bạc kinh đây nè. Người ta cái tiệm mì gõ, rồi, tiệm mì người ta ngay mình trước. Mình có VIP mà em, cứ đi đi. À quên ha. Cứ đi, đi. Mình đi chị Thoa em mà. Em quên đó nha. Ừ. Tại không thấy cái này là gì vậy nha? VIP. VIP body. Đây là first class. Được lên first class. Không, tụi em đang chạy xe lùi đó quý vị. Có nghĩa là anh Phong anh chạy ẩu quý vị. Anh đi vô Phước Thọ mà anh dám đi lùi lại nha quý vị. Để làm gì? Anh làm biến đi xa. Đó, ủa lùi hay gì Phong? Sợ các cô chạy đi xa thôi. Em có ngồi lên nha. Hay quá gì Phong. Ôi, chẳng lẽ giờ mướn Phong làm tài xế cho mình trời. Mỗi chỉ ngày. Có vậy thôi đây chứ nó không được tốt lành gì. Mướn tài xế trả công mỗi ngày cho ăn 2 bữa. Chúng ta đã tới Phước Lộc Thọ quý vị. À, ông chị đã lấy đồ rồi. Đây là một cái khoảnh khắc hạnh phúc lắm quý vị. Lâu lắm rồi mới có cảnh một người đàn ông gác vai mình đi ăn. Hạnh phúc quá luôn. Ngày xưa nghe em rất là dị ứng đàn ông xăm người anh. Từ ngày em nói chuyện với anh tiếp xúc với anh em biết à hóa ra những người xăm người họ hiền lành nên em mới bắt đầu có. Trời ơi, thấy không? Gấu sợ không? Gấu để cái tay lên mà trộn cái tay xăm lên chỗ nhìn cảnh ấy mình có security mà an toàn gì. Security mà bảo vệ mình á. Thấy an toàn dễ sợ luôn. Thích. Ôi ta nhìn ta tưởng tay tôi không nhưng mà tay chưa. Dạ khỏe. Dạ hai anh khỏe anh. Đây là quán Kim Ký mọi người. Quán này nghe với Leon với lại mọi người hay ăn đây lắm. Đây là quán này em mê ăn lắm. Nhà em ăn tô này nhưng mà em ăn bánh này. Bánh này quán lâu đời quá vậy. Không rành nhưng mới qua Mỹ mà cái gì cũng không biết hết trơn chị. Chị Thoa ăn quán này chưa ta? Em ăn với anh em rồi. Phải không? Đợt đó ăn với Leon rồi luôn phải không? Đâu có. Em ăn chung em thôi. Leon mà còn cái tiệm ở đây là rủ ra liền. Không rồi, bán tiệm rồi. Ba đi nước mát được không? Rồi, ba đi nước mát ha. Cảm ơn nha, cảm ơn mấy em. Nghe điện thoại cái mà vô thấy mọi người ăn muốn xong luôn rồi. Không dám đâu vừa mang ra đó. Trời ơi. Em hả? Anh ăn gì không? Ăn hủ tiếu giống con nè. Làm sẵn ra được chưa? Chỉ nghe là ăn hủ tiếu. Bình lên nè, để mình giống nhau nè. Con hai đứa mình giống nhau. Sao hôm nay hai đứa mình giống nhau vậy? Hai đứa giống nhau quá. Cái mình là lạc loạn. Chưa có chưa cái nước nào mà ngon mà. Như cái nước nào. Vậy người ăn gần xong rồi giờ tôi mới được ăn ngon quá.
ngon quá, ngồi cạnh cái phòng ăn là thấy ngon rồi đó. Em sẵn hết rồi. Ủa có chưa? Không thiếu cái gì đó, cô chỉ ăn thôi. Ủa là anh lo cho em nãy giờ hả? Cô chưa, em ABC lo nghe phone đâu có để ý đâu. Rồi vậy? Ôi, quá đáng yêu luôn mọi người. Vậy mà còn chưa thấy gì. À, rất là cảm ơn Sơn Lê Stylist đã tặng cho chị một cái áo đã có bồ. Hy vọng chị mặc xong áo đã có bồ, chị sẽ đã có bầu luôn. Sao tự nhiên cô nói đã có bầu quay quay tôi nhìn tôi. Đâu có đâu nhìn. Đây em nhìn vậy thôi chứ em đâu biết nhìn gì. Mỗi tôi đeo cái nang tôi nhìn cái gương chứ sao tôi nhìn ông chi. Đúng không? Ông ấy ông thu hút tôi mức độ mà tôi phải nhìn ông sao? Bởi vậy tôi tưởng mấy công tôi hiểu lầm nữa. Ngon mọi người, lâu lâu muốn ăn quá. Ngon rất ngon. Đều đó. Dạ. Cô có bơi liền không? Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Sử dụng dịch bóp. 888. Dạ, cô không xà bóp nữa luôn. Bẻ bẻ đó. Cô túi không dắt nó khỏi giật cô. Dạ, cảm ơn cô. Sao cái cô mà có con chó nó cắn anh cô ạ, không hèn gì bữa giờ cứ gọi em hoài. Cô hỏi chế Phong có sao không em mà dạ, dạ. Anh làm dạy đi cho cô hết hồn đi. Con sủ đi. Dạ phải chị. Hàng gì bữa giờ hỏi thăm anh biết à. Nói cho chị nói chị yên tâm đi, em qua em cắn với Nga rồi em chìm nọc khác thôi. Okay. Cắn. Chắc cái lực đi là xước đi em, nhưng mà có con dấu nhẹ chạy nhẹ chị. Chạy máu cỡ 100cc không có nhiều. Chị em nói chị nghe. Chị dán dài tờ 100 như thế. Ông Phong á chó dạy cắn xinh nghe, gái cắn á ổng mới dạy. Ổng dạy gái mà. Nói rồi. Em nói rồi, anh Phong á là chó dại cắn không có xin nha. Gái cắn anh mới bị gái dại. Anh bị bệnh gái dại. Ủa gái dại, ổng gái dại ổng chứ ổng đâu có dại gái. Chứ tôi thấy tôi dại lắm mà mấy bữa nay à. Cái đó là không phải là dại. Nhà nó có cái sofa là con ngại ngủ. Cái miệng nó có cái gì nói mình cứ quyết định mình không qua rồi. Mấy ngày đầu tiên mình đã ngăn cản mình không qua không? Mình đã thấy là sao mình đối bị tôi sự tại quá. Đi làm không bao tay. Tay người ta nè. Ta nói là nó anh không thích xài bao. Có những lúc mình phải cần xài bao. Đúng không? Bữa đó anh thấy em vô, anh tự đi mua đồ anh cũng nó ông anh tự mua nó anh giận chết em. Nhưng mà đàn ông anh thấy ông tay nó phải quăng nó hút nó phải cục nó phải gai gai đinh đinh đinh. Phụ nữ người ta mới hết cái cảm xúc đó. Bây giờ anh về lắm rồi anh làm sen đá đó, anh làm cái tay anh nó tì trụ lên nữa thì rất lắm. Vậy hả? Cô rất cần khác chúng tôi gái cho tôi khỏe. Trời ơi trời, con này mà đen còn lù luôn nè, mà đen nè em thấy đen hết luôn nè, em thấy chưa? Mẹ vẽ cho đã xong cuối cùng bây giờ đen con những làm công nó khỏe, nó khỏe tất tàn những viên đạo em tin mình. Anh nhìn cái cổng anh thỏa mãn phải không? Nhìn cái cổng nó đâu ai chắc chị này rồi thỏa mãn đó chị đó hả? Xong rồi mình nói ủa tại sao mà mình có thể dạy dột 3 ngày được trời mà đẹp cái bộ làm cái tổng đẹp nắng nữa giờ em quay trực tác của anh giờ đi đi mua đồ gì thôi cô đừng mình khen nữa mỗi lần cô khen nó sẽ có đẻ mặc dù cô chưa không đẻ không có đẻ thì cái cổng phía sau nó rớt nó đẻ tôi đã nói mà cô đừng có đẻ mấy chuyện ra cô đẻ thiệt đi mà đẹp thiệt cái cổng nhìn nhìn hạnh phúc đó. Đêm nào mà em giận ai mà em ra cái cổng á em đậu xe vô tự nhiên nhớ thằng em chịu trời chế Phong chế phong cả một bầu trời luôn. Tháng nữa thứ Nga về sẽ review cái cổng mà anh Phong làm cho Nga lãng mạn lắm quý vị, nhưng mà Nga chỉ sợ đến cái mùa mà gió Santana thổi bay mẹ không bay. Anh Gia cố nghe mấy cái đầu này hết rồi nhắc không ừ hồi nãy em không nhắc chị mang cái dây aluminum xuống quên có cái dây quên. Nó vô nữa là cứng nhắc luôn á. Thì nó phải cột thêm dây. Tại sao nó không cột kẽm? Cột kẽm mất đi cái thẩm mỹ. Bởi vì cái thẩm mỹ anh là nó đi đầu. Thích cái đẹp. Nhưng mà đâu có thấy anh, đâu có thấy. Thấy. Em cùi bàn cho em. Cùi bàn ăn cho em luôn. Thôi, tôi muốn trả cái tay chứ. Một ngày của Thúy Nga sau khi đi ăn xong, bây giờ mọi người biết tụi em đi đâu không? Tụi em đang đi rửa xe mọi người. Ôi cảm giác hạnh phúc ghê, giống như là mình đang được vô một căn nhà tuyết đó chị Hoa. Mát ha.
đây là rửa xe tự động quý vị. Từ ngày mua xe giờ. Từ ngày mua xe giờ bây giờ mới có dịp rửa đó. Để cái xe nó ghét lên mấy tầng luôn. Coi như là sáng nay cũng là cái tiệc rửa xe là xong rồi đó không nha. Không có đâu nha, trời ơi cái đó mới nháp à. Cứ mới cái dòng rửa xe. Cứ mới cái gọi chứ chưa rửa. Vô đây cái nó dịu hẳn luôn mọi người, dịu vời hẳn luôn, giống như đang ở trong phi giờ. Để coi Nga nó vô em mới xếp nó tới đây mấy lần nha con. Vô chứ, vô hoài luôn á. Ở Việt Nam mình chưa có cái dịch vụ này anh ha. Hồi xưa có mấy chục năm về trước có. Có không? Có 20 năm về trước có. Em thấy là người ta toàn là rửa có, bằng tay. Tại vì Việt Nam mình nó cát quá, hiểu không? Đi xe cát á. Việt Nam mình bụi cát nhiều quá, người ta rửa bị chạy xe nó không chịu. Ồ, ồ đúng rồi. Cát bụi đâu sợ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì bắt đầu giờ nó thổi xe nè quý vị. Nó khô rồi đó chị. Đang thấy còn spot mà. Bây giờ là hút bụi nè. Chuyện wow, hút bụi Phong nè. Hút bụi luôn á hả? Phong hút hết, trời ơi, Phong là ga lăng lắm chị ơi. Nay mình hôm nay mình được làm con gái bữa chị ơi. Bữa giờ mình làm đàn ông hoài, hôm nay mình được làm con gái. Nha mọi người thấy không, chứ Phong được, anh giỏi lắm nha quý vị. Anh đang hút bụi đừng, em đó quý vị. Lên mấy tầng luôn. Trời ơi, xe giờ rửa mới thấy nó đẹp đó nha. Bữa giờ không biết đẹp là gì luôn á. Đó giờ là chế Phong lo cho cái mảng bản số đẹp nữa là xong luôn. Thế anh chế Phong giỏi không mọi người? Qua Mỹ giờ cái gì ông cũng biết hết trơn. Ông biết nhiều hơn tôi nữa. Ờ, phải mang ra vậy hả? Ồ, giỏi chưa? Chắc ở Việt Nam ta có mở tiệm sửa xe, rửa xe ta rành. Ủa anh, nó có mấy cái khăn ướt để mình lau mấy cái ghế luôn. Em phải có khăn đem theo, có khăn của em đâu. Khăn của em để nhà hay sao? Em phải có khăn của em. Bữa hôm ma chim nó ỉa trên xe quá trời luôn kìa. Đây là những hình ảnh chế Phong rất là đáng yêu ở tại Mỹ. Đã phụ cho Thúy Nga rửa cái xe rất là đẹp nha mọi người. Khu rửa xe này nó nằm ở đường gì Brockhurst mọi người. Ngay góc ngã tư Brockhurst. Brockhurst ra ra mình mua cái thẻ 25 đồng xài cả tháng luôn, rửa ngày 8 lần cũng được nữa mọi người. Ủa có luôn hả chị? Ủa nó bán hả? Nó đâu bán đâu, chị đi chôn chị á. Sao chị cứ để cho em bị mang tiếng là chôn chỉ hoài vậy? Em có cái khăn mà không biết em quăng đâu rồi đó. Đúng rồi. Cái này mình phải nên quay cho ta biết anh chế Phong anh dễ thương cỡ nào mọi người. Thấy không? Chế Phong báo sẽ dược tích đổi nghề qua Mỹ làm nghề rửa xe hút bụi. Lát nữa còn cái khoảnh khắc anh về nhà anh sửa cái cửa anh trồng cây cho nghe nữa quý vị thích lắm. Ê nhưng mà như mấy cái này nó còn dính đó nha. Cất chim nè chị Thoa. Cất chim nó còn dính rồi phải không? Cất chim nè. Nè cất chim nè, còn dính nè. Ê, nó còn sơn đỏ dính trên đây kìa. Gì ghê vậy? Xu vậy? Này không phải sơn đỏ chứ cái kiểu nó vậy sao?
cái này vô bà Nga. Ăn gì vậy? Đó tùm lum rồi ăn cái nào. Ủa em cũng nhớ ăn cái gì luôn á, em hay ăn lung tung không nhớ. Ảnh mới hỏi em là em mới ăn cái gì mà trên xe tùm lum đồ ăn. Chị Thoa có ăn gì chị Thoa? Chị đứng lái xe em đâu, chị không ăn gì trên xe em ấy đâu. Em bữa em đi ăn bánh, bữa em đi đám tang em ăn bánh mì sao? Ủa chị ăn mà, chị lái mà. Ồ, quên. Cái bánh hôm bữa để đây lấy lại cho tôi hôi rình á. Quăng rồi. Chị quên. Báo chí nên giật tích chip chế phong qua Mỹ kiếm thêm nghề. Rửa xe rất là giỏi mọi người. Ôi, xuất sắc luôn nha. Đây là một cái hình ảnh mà người đàn ông ga lăng. Biết bao nhiêu người phụ nữ sẽ đổ gục những cái khoảnh khắc này. May quá, Nga là trụ bê tông nên là chưa có gục lắm. Gục nhẹ nhẹ. Gục luôn đi cho rồi. Đây nè, có khăn nè, trên xe em có khăn nè chị Thoa. Đó, khăn xám em quên đó. Không, cái khăn mà vàng vàng của mình mới xin, nhưng mà khăn sáng là của em á. Từ ngày mua cái xe này đây là lần rửa thứ hai trong đời của tôi. Bán tóc giả sao tóc quá dài trong này vậy? Có không? Làm gì có tóc ông nội xạo quá. Không phải đâu. Nghe nó mua xe nhiều tiền mà nó bị stress cho nên tóc hết rụng đầy trong đây đó. Chả biêu gì quá bệnh. Để đỡ cho em. Cái máy xe rửa tự động này ở bên Việt Nam là chưa có sao mọi người? Ở Mỹ mới có. Đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? 25 đồng là rửa cả tháng, rửa mệt mỏi luôn. Rất là đẹp nha mọi người. Em biết không, nếu mà em không vô membership có 10 phút thôi là em trả 5 đô. Thì đó, bởi vậy. 25 đồng là chế phòng đó, một ngày em trả. Một ngày em rửa 8 lần nó cũng không dám ý kiến. Em rửa 2 lần thôi là em rồi. Bình thường á là Leon chỉ em là thuê một ông mễ lại nhà rửa lần 3-4 chiếc cũng rẻ, hiểu không? Nhưng mà cái đó nó rửa kỹ dữ lắm chị. Nó làm cái xe sạch bông luôn á. Nó làm xe sạch dữ lắm. Nhưng mà nếu mà rửa cái này nó đỡ tiền hơn. Rửa kia là 30 đồng một chiếc lần. Cái này em lời có 25 đô mà em. Em rửa kiểu kia là 30 đồng một chiếc á, mà mình rửa xong còn phải tiếp cho họ nữa. Đúng, cái này em ở đây, em đậu ở ngoài đi xem mau chơi đó. Tuần mà em phải rửa lần rồi. Không, giờ em có máy che rồi, anh Chế Phong làm cho cái máy che rồi. Chỗ Chế Phong làm chuyên nghiệp mọi người. Làm giống như là kiếp trước anh có làm nghề sửa rửa xe vậy đó. Chiếc nào đang làm chứ xe em gì là sạch lắm rồi không? Chế Phong chuyên nghiệp của mọi người giỏi lắm luôn không? Giỏi quá giỏi, sao cho bớt giỏi luôn đó. Rửa xe sạch như là đi mua cây, mặt chợ cây. Bỏ bớt giỡn. Mới mua hôm qua rồi. Đủ rồi, em thấy đủ rồi đó. Chắc luôn, cá gì là đủ rồi. Xà luôn, không mua nữa. Nói nha. Có lời hứa rồi. Lần sau mà kêu chị đi là chị hối lộ lại em. Không, hứa luôn, hết tiền rồi. Chị xe em gì là em sạch lắm rồi đó.
khắc đời thường của Chế Phong rất là giỏi nha quý vị. Nè tóc thấy không, nổ ra mà nó không có tóc đâu. Không có tóc anh, trời ơi anh nghĩ sao mà tóc đâu chui vô đó. Ê mấy máy này mà ai đội đầu tóc giả hút banh banh tóc luôn ha, hút hút banh đầu tóc mượn luôn á. Ôi sạch đẹp, sạch chưa chắc chưa. Ờ nhìn đi, quá trời gió luôn mọi người. Hôm nay là chiếc xe Tesla của Nga đã được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của anh Chế Phong và chị Hoa. Rồi Chế Phong ơi anh giỏi quá. Ở khúc này ông Phong đáng yêu gì đâu. Nói đừng có đi ăn. Ăn xong bị xong, ăn xong bị đi á. Đây là một cái khoảnh khắc mà Chế Phong đã làm đốn tim biết bao nhiêu phụ nữ tại nước Mỹ. Đốn tim những người phụ nữ chân yếu tay mềm, không có sức để làm rửa xe, anh Chế Phong đã làm gục ngã. Không cần làm gì cả, chỉ cần một người đàn ông đưa xe mình đi rửa, lát nữa về sẽ làm một số việc nữa thì là sẽ rất là hạnh phúc và niềm vui. Anh nhớ mang cái này của mình về nha anh. Ủa cái này của người ta hả? Ủa của mình không anh? Vậy là em nhớ cũng đúng, cái này của mình. À cái này là, ủa cái này sao, tại sao phải phơi vậy? Ủa tại sao phải phơi cái này vậy Phong? Tại sao phải phơi nó vậy? Có 25 đồng mà quý vị, mỗi ngày rửa 8 lần cũng được luôn. Nam danh ca ngoài đi hát ban ngày, đổi chóp làm nghề rửa xe. Ủa tại sao mình phải phơi này vậy anh? Bỏ đây để mình xúc cái bụi trước. À mình hút chứ không phải là mình giặt phơi vậy hả? Hay ha. Thôi lần đầu tiên tôi cũng trải nghiệm, chứ nào giờ không có làm mấy vụ này không có rành nha mọi người. Nào giờ là em để xe dơ tự nhiên nên em không có biết. Trời ơi, đụng vô cái xe em mắc sợ luôn. Trời ơi, Nga ơi, cái đó là cứt chim đó Nga, em lấy móng tay em chà hả? Trời đất ơi, móng tay. Em làm điều này cái trước em. Móng tay em dơ nè, cứ chìm lấy móng tay chà nè bà con. Trời ơi, quý cái xe còn hơn là cái móng tay nữa. Ở đây nữa nè em nè, trên đây còn mấy cục nè em. Cứt da sao cứt chim nhiều vậy? Nhà tôi chim nè. Đây nè, trên đây nè. Đây nè. Cứt chim nè. Ở đâu Phong? Ở trong chở em đi mua coi. Nhà có rớt không? Có gần luôn, ngay đây nè. Em chở em vô ấy, em mua cái thùng em để bộ đồ nghề cho anh qua làm việc cho em nữa kìa. Mới nghe có để người khen móng tay em đẹp, hôm nay là móng tay em đi khều cất chim. Nè còn cất chim lên nữa mà chị. Sao cất chim nhiều vậy? Gì? Bây giờ tôi có công việc mới luôn rồi mọi người. Đi dùng móng tay đẹp đi chùi cất chim. Để nó cất chim nhiều quá Phong ơi. Cái câu nó chạy phải không? Đúng rồi, chạy cất chim. Cất chim nó nóng lắm, nó có axit nó dính luôn. Em đâm nha. Em lại cất chim xong rồi dơ quá. Còn đưa lên muối hửi nữa. You're so stinky.
nước rửa tay không ta? Ghê quá. Thôi để vậy mang về đi em ơi, khỏi cần rửa. Trời ơi, có người rửa tay cho sướng không? Ăn tay trên em luôn chị. Có qua nó lại. Chơi lớn nhau chứ không? Ôi ghê quá. Bằng tay tôi đẹp quá mà. Bằng tay bán trái cây mà tại sao bằng tay lại đi lại chết luôn. Không mà được mà, đâu làm gì đâu. Sạch mà. Chơi luôn. Tụi em sống đời sống nó nguyên thủy lắm quý vị, có sao là vậy đó, không có màu mè được. Mua à? Mua gì ăn? Cái chồng bên nhớ em, cô phải có cái giấy. Để ướt của baby á. Đúng. Đúng. Bước vô cái xe sạch nó khác liền nha quý vị. Ủa đảo quá không? Nè, thử hết mấy cái này. Ôi đừng! Nó bị ổi lắm, tin anh đi. Người ta Mỹ người ta chế nó đẹp dễ sợ rồi. Bỏ ra đi nó xấu lắm Nga ơi. Phải không? Cái đồ này, đồ mình đang high class mà em đưa vô, đồ này vô. Em thấy để đẹp mà. Em đừng có khùng quá. Nè em nhìn đi, Mỹ người ta ngờ cái tay vô thiệt đi. Phải không? Thấy giao thiệt nó khác sang không? Cảnh. Rồi đi cái này. Để tôi dục nó ra sao? Chẳng ôi con ra. Em nó mua để ra đi. Được rồi. Sao anh xong những cái đồ em thích anh dục cho anh dục luôn cái thảm em luôn hả? chơi chi kỳ vậy trời. Đồ tôi muốn chơi không dục hết trơn kìa. Một ngày thao. Trời ơi, anh thao túng em hay là cuối cùng là em thao túng anh vậy? Ai bằng Mỹ? Mà Mỹ người ta đã thiết kế chiếc xe ra rồi. Mà mình đi chế lại ba cái đồ Trung Quốc gắn vô nó hư chiếc xe đây nè. Trời ơi, nó xấu, cái xe ta đang đẹp nè. Nè, bỏ hết rồi, đẹp. Ủa, bỏ luôn hả? Bỏ luôn cho tôi, trời ơi. Trời ơi, à, người ta đẹp. Năm năm sau cấp hết rồi, tin anh đi. Ôi, người ta bọc đẹp vậy ông nội. Đừng có cãi. Ông khùng quá, ông đem tháo của tôi. Nè, nhìn nguyên bản cái xe người ta nè. Tại sao nó là màu đỏ? Đôi không, màu đỏ là em gắn thêm đó. Vậy gắn luôn. Ai? Gì anh vậy, ta lùi xe không cho lùi. Con em tôi nó gắn đẹp thôi, để nó đi. Ủa bây giờ nó không cho chạm vô cần số sao chạy xe? Rồi gạt cần số đi. Đi đi mua đồ gì ấy đi. Ngày này là ngày thứ nhà thao túng chế phong mà không biết. Nãy giờ chế phong vô lột hết cái đồ mà tôi option tôi em bọc ơi, xe. Em phải tin anh. Trời ơi. Trẻ lương phải không? Ủa gì? Ôi cái gì vậy trời. Đi rớt đi hướng này á. Rớt rồi hướng này. Rồi ok. Đi ngược chiều luôn được không? Thì cứ đi đi, gặp cảnh sát thì biết chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời mình, đưa về Việt Nam luôn chứ. Tôi thấy tôi ở đây cũng như Việt Nam mà, có gì đâu. Thấy y chang à. Tôi gặp cô là y như Việt Nam vậy đó. Mà nhiều lúc gặp cảnh sát cũng vui vui với mình luôn chứ cũng không có mà kiếm chuyện mình luôn á. Cảnh sát nhiều ông dễ thương lắm luôn á. Nhưng mà cũng nhiều ông không có dễ thương đâu nha, đừng giỡn nha, ăn tích kịch đó. Giỡn hoài. Rồi bây giờ là ngày thao túng ăn một bát mì thôi là làm 8.000 cho công ty Việt, rất là dễ thương. Hồi nãy nói Phong rồi mình ăn xong mình chậu cho nhanh cho lẹ đi, không nghe. Ở lại thêm chút nữa là có chuyện mà. Có, ảnh cho em là còn 2 tiếng nữa, em thuộc về ảnh mà chị. Ờ vậy hả? 2 tiếng sau nữa là ảnh thuộc về thì mình không biết. Ủa? Mình chỉ biết 2 tiếng. Còn chị thì sao? Còn chị là chắc tới tối đó. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi, chị nói lên mà chỉ còn mà hẹn con Thúy Nga mà gặp nó thôi là nó sẽ kéo dài cho tới khuya nó mới trả. Tại vì nãy giờ ta rửa xe xong lên đây nó có cái mát mẻ whipper của baby đó, mình lau nó sạch sẽ, tháo đi hết những cái xe nó sang trọng ngàn chi. Nãy giờ tôi tưởng xe taxi hay gì. Cái gì vậy trời, ngắn qua cái đồ taxi vô đi Nga. Em nghĩ sao vậy Nga? Ủa anh kỳ quá, nó đẹp mà, nó bảo vệ xe chỗ đẹp. Anh chưa thấy nó bảo vệ mà nó đã xấu đi chiếc xe rồi. Ôi. Ba cái simili nó đâu phải bằng da, nó đó, ý anh nói là khi nào nó bằng da lò á. Nó bằng, nó đâu phải bằng. Nó láng mịn. Nó làm cho cái xe chip ra phải không? Nha. Em rờ đi, nó mịn y như em luôn nè nha. Coi rờ nè. Đây là chương trình Vô Rốt với quý vị, xin được phép bắt đầu. Ngày của Thúy Nga. Phong đi vô rốt
tìm đồ chai xịt đồ cho Thúy Nga. Dạ, thích cái tranh này quá, quyết định lấy luôn. Tranh này có diamond hột xoàn chiếu chiếu nè. Tranh này, cái này hợp với phòng Nguyệt Cát mọi người. Ở đây nó bán đây. Đó, có không? Đó. Luận gì dữ vậy? Cái tổ cái thùng nó hơi bị nhỏ đó Phong. Cái này đây nhỏ. Đây là cái thùng đồ ngày nè. Đó, đây nè. Đây mới là cái thùng đồ ngày để bỏ xe rất gọn nè. Bỏ mấy cái tô vít này nọ kia. Không, cái đó là anh bỏ trên xe, còn em bỏ nhà kìa. Bỏ nhà ở không chứ bồ. Bỏ nhà phải có cái thùng. Đây nè, bỏ xe đẹp mà nha, em lấy cái này đi nha. Ủa lấy bỏ gì chồng? Chẳng hạn như à đây nè, hàng này, coi này nè. Không, em muốn mua một bộ em bỏ trong nhà. Không có dừa. Cái dừa khăn cổ rồi, ví dụ mấy cái không phải mấy cái cần thiết gì trong xe mình bỏ ngăn ở dưới cùng á. Tin anh đi, sẽ có một ngày em cần này. Em biết là em cần, nhưng mà em muốn mua cái thùng bự kìa, nó có anh biết bộ. Về tới nhà anh ghé anh mua nhanh gọn lẹ, cái thùng này không xí nhê. Đầu bỏ anh bỏ đồ nghệ nhà thà bỏ này nè. Ba người vô chọn ba món đồ. Thúy Nga là chọn bức tranh, thích bức tranh này. Ồ, thấy có đài mình chiếu là thích á. Mua cho phòng con gái nghe mà không biết nó có thích không. Chứ mẹ nó là thích lắm luôn cái bức này đó. Cái này là first aid and survival waterproof kit luôn. Cái này nè, trong đây nè, nó có đầy đủ đèn pin các kiểu mấy nè. Emergency á, xài cái đó. Ủa có không? Có đèn pin nữa chồng không? Nó chỉ có những cái gì trong cái hình đó. Đây nè. Nó có luôn hả? Đèn pin nè. Cái này first aid kit mua bỏ trong xe. Ủa cái đó bao nhiêu tiền vậy chị? Giá trên đó Paul. Giá trên nè. Bao nhiêu? À, có 15 đồng mấy à. 15 đồng mấy à. Tức là mất mặt quá nha. Đâu có, em còn muốn mua cái thùng to hơn kìa. To hơn là để nhà. Ủa cái này để mình làm cái gì về mọi người? Cái tấm bạc á. Bạc để cho ông này bịt người hả? Đồ quá rồi đi tôi cầm nè. Ê có giò nước luôn nè. Giò nước này có 50 feet kìa. Nhà có rồi. Không, em muốn mua cái 100 feet nữa cơ. Em muốn mua cái giò để xịt mát ở nhà được 100 feet đây. Cái này 50 ông nội. Kỳ nó bán 20. Còn bên mua 75 feet là 39 đồng. Con này vô đây. Mua 100 feet á, 100 feet ở trong ngoài nó có bán. 100 feet cũng được rồi. Một cái này rẻ quá ta. Nhà con rẻ quá vậy. Trời ơi. Lau xe tiếp kìa. Người ta mắc bệnh sạch sẽ nha mọi người. Người ta thích lau xe vậy đó. Chương trình là ảnh vừa vô rốt quý vị. Ảnh đã mua cho Thúy Nga một đống đồ luôn. Rồi chị Thoa nay sướng nha. Đây. Ủa quá trời mọi người ơi. Đây. Đi có một vòng thôi đó mọi người mà mua hết một xe luôn. Đồ khăn, đồ lau chùi kiến, đồ tất cả những cái đồ trang trí xe của tôi là bị ổng gỡ ổng liền vô đây hết trơn. Trời ơi thiệt đau lòng quá. Khăn khiết đồ. Quá trời, quá trời, quá đất luôn. Nè. Cái này lau nó sạch rồi. Ồ, sạch không? Nè. Ủa, sạch thiệt á hả? Cái này em nghĩ cái chắc này về. Cái này alcohol lau còn dữ nữa. Em nghĩ chắc về xịt rửa. Ủa, cái khăn alcohol nhà em có một loạt kìa. Có không? Ủa, mấy hộp luôn á. Ủa, cái đó chụp. Alcohol là lau mấy cái đồ nhựa này được nè. Nhưng mà cái này lau cũng sạch nè, thấy chưa? Nè. Ờ. Thấy chưa? Ok, chị Thoa ta nhìn này. Tiếp tế cái xe nào mà xe mới mua mà vậy không? Màu quá đẹp, tôi nói thiệt cái màu. Nó trắng, cái khăn đang trắng mà lau cho nó vẫn trắng mà nó trắng thùi lùi vậy. Chiếc khăn tay mẹ mày cho nè, em. Nè, bà Nga sổ đen. Nè anh, chỗ này nữa nè anh. Con gái gì mà ở dơ quá hả? Mà không thiệt tình đó, nó gái không có chú trọng vô cái xe, em là không có quan tâm tới cái xe nhiều. Thôi anh đâu quay ngược lại người coi coi có chú trọng không? Có chứ, em ăn mặc nó chỉnh tề, hơi giản dị chú ơi, chứ mà nói chung là chỉnh tề lắm. Cho anh tỷ nghĩ sao vậy sao đó, anh thấy không? Ôi cái xe của ngày hôm nay là super. Chị Thoa ơi, xe em sạch lắm rồi nha chị Thoa, chị bớt chê lại cho em bớt ngượng nha chị Thoa. Ủa mà cái này là cái gì đó Thoa? Nó làm gì trắng trắng trong đây là cái gì vậy? Là mấy cái nước mà em mua cây, em mang cái giòi nước lên nó văng lùm lùm la đó. Trời ơi. Cái giòi nước em mang từ nhà này qua nhà kia đó. Hình như nó biết trước là xe nó sẽ bị dính vậy, cái nó chơi cái chơi vậy cho người ta biết cái là. Cái lông vậy nè. Rồi coi xong rồi bây giờ thùng rác. Mốt sắm cái thùng rác bỏ lên xe nữa.
Ủa chi vậy cha nội? Mấy cái bao giấy á, em hiểu không? Để mình bỏ bỏ rác nè. Trời em đâu nghĩ mà anh chu đáo dữ gì Phong. Trời, em xe nghĩ... tôi, xe tôi còn sạch hơn xe cô gấp 20 ngàn lần. Đúng rồi, xe rất là BD nha, sạch quá. Đây là khoảnh khắc Chế Phong đang làm công chuyện cho gia đạo của em. Đây mọi người. Ôi xúc động ngàn ngào không? Cái cổng hư đó, ảnh đang sửa đó mọi người. Một ngày thao túng Chế Phong quý vị. Trời ơi, anh ấy rất là giỏi. Anh ấy đã làm đủ mọi việc. Anh ấy mặc áo hồng nha, anh ấy vẫn rất là đàn ông và nam tính, mạnh mẽ. Ở Việt Nam anh có phải làm những công chuyện này không Phong? Có chứ, anh thích làm. À, là anh có làm hả? Anh có cần em lấy cái ghế đòn cho anh ngồi không? Không. Em có luôn á. Đây là những khoảnh khắc rất là manly và rất là đáng yêu của Chế Phong. Những cái khoảnh khắc này là đốn tim biết bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng trong đó không có tôi. Tôi chỉ đốn giò được tiếng Nga thôi. À. À, lát nữa tiếng Nga sẽ ra review khoảnh khắc anh Phong làm cho Nga cái cổng mọi người đẹp khủng khiếp luôn. Mình làm nhà này nó xưa xưa cũ cũ nên mình cũng để dáng cũ luôn chứ mình thì không cần thay dáng mới. Cũ cũ như mình vậy đó. À, nó xưa xưa cũ cũ như cái e của Thúy Nga vậy đó. Ủa gì là xong rồi đó hả? Đẹp dữ vậy. Quay lại Chế Phong nó làm xong rồi. Chủ nhà kêu kiệt. Ủa sao vậy? Kêu kiệt vụ gì vậy? Ly cà phê của ông gói anh. Ờ sao mới nãy anh không nói em đi đường em lấy đồ em làm cho anh. Rồi anh làm gì sao mang tiếng em quá Phong? Thì... chết cha căng quá xử... bây giờ em vô em pha ly cà phê cho anh được không? Đối xử tệ với thợ thầy quá. Trời ơi, ghê quá trời ơi, làm cái mà xong bị chửi lăng mạ quá, tội nghiệp tôi quá luôn nè. Anh ra anh coi cái giường sen của em đây là Thúy Nga có một cái hồ cá chỗ này quý vị, nhưng mà phong thủy em nó không hợp cá nên em quyết định em đã làm cái hồ sen ở đây. Lúc hên lúc xui. Ủa sao vậy, hên xui vụ gì vậy? Tôi gặp chủ nhà biết điều thì nó khác. À vậy hả? Vô trồng có cái hoa không mà tao mua cho 6 ly cà phê. À vậy hả? Làm cưa đục chết cha. Rồi bị mắng nhiếc quá. Ủa mình nhớ là không được lát nữa mình có đi ăn mà Phong. Nói chung là mà mình mới đi ăn nữa nè. Nói chung là đi ăn là toàn là đi ăn đúng giờ lắm. Anh vậy. Anh nhìn coi vườn hoa đẹp không? Thấy dễ thương không? Em tự tay em làm á, bữa em tính chờ anh qua làm mà anh lâu quá em ghét em tự em làm luôn. Tôi nhìn cô rồi tôi nhìn không có thấy gì dễ thương được đó. Ôi thấy không, đây là cái này Nga làm công phu mọi người, làm cả từ cả đêm lẫn ngày mà ra có nhiêu đây thôi đó. Những cái góc này là gạch nó bị mẻ đó, nhét sen vô đây biết sao không? bắt chước ý tưởng của nhà mẹ của Bằng Kiều, mấy cái lỗ gạch gì mà nhét đất vô mà cây nó ra quá trời quý vị. Là cây môn đúng không vậy? Dạo này bị bệnh sen đá nhập đi đâu không có sen đá chứ. Mọi người thấy chưa? Này là cái sinh rửa tay đó mà thiết kế thành cái sen đá luôn. Vụ gì nữa? Ủa cái cây súng hết pin nữa hả? Mọi người thấy không? Thúy Nga chu đáo với anh Phong gì đó mà anh cứ trách hoài à. Làm có một cái cánh cổng thôi đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời ăn đúng giờ. Thấy không? Trời ơi, thấy không? Đó, ga lăng cho phụ nữ rồi bỏ ớt giống như đánh ghen tôi gì mà sao mình là cho ớt nhiều vậy ông cóc. Cay lắm. Đây là khoảnh khắc đi ăn lần hai, chỉ đóng một khanh cửa thôi chứ quý vị, nhưng mà rất chu đáo vẫn đưa ảnh đi ăn đàng hoàng nha. Thì này đi chỉ còn hai người thôi mà tôi rất là ấn tượng. Chỉ có Thúy Nga mới có một khoảnh khắc này vội vã đi mà đồ non la. Mọi vô mà ai cũng dọn hết trơn, nhưng mà được cái mọi người đều nhận ra Thúy Nga nha mọi người. Tôi chúng ta ăn quán mai phụ nhưng mà con cảm ơn anh Phong rất là nhiều.
anh Phong đã một tay xây đắp lại căn nhà túp lều tranh của chú Nha rất là đẹp nha. Lát nữa mình đi vô trong hôm bữa bôn mua thêm chút đồ sửa sửa thêm cho đẹp được không? Sao mặt kỳ vậy? Mặt kỳ mặt sượng lắm tại nghe sửa rồi. Phải không? Vô đó đi, lúc mình vô đó đi. Thấy ở trong đó giống như vậy. Mọi người ơi, bây giờ là tình hình. Ê, có chị kia chỉ đổ nón lá y chang em kìa. Đó, chị đi ăn giống đổ nón lá y chang em luôn kìa. Đúng mà. Hay mình được đi chiếc xế hộp của chế Phong quý vị. Chế hộp to lắm. Nên là mình phải đổ nón lá che bớt cái chứ nắng quá mọi người. Mình bị nắng quá luôn, chịu nắng không nổi luôn. Không phải nắng thường đâu mà nắng kỳ. Ôi, em mà không có đồ nói không che mai mốt người ta tưởng em người chăn, tưởng khu vực của bố Chế Linh đâu. Thôi chúng ta kết thúc clip tại đây nha. Cô ở Nha Trang là cô ở xa Văn An đó, một bạn nói. Kết thúc clip tại đây nha, chúng nghe sẽ review không, xa. Em rất là hợp với lại nón lá nha, nghe nó không, em hợp lắm anh. Ngày xưa á, má em á qua Mỹ á, bà đội là em mắc cỏ mà em xấu hổ mà em đi đâu cũng đội đội, trời em quê dễ sợ luôn. Tới kỳ ngày má em về Việt Nam để lại nón lá là giờ em thừa hưởng lại luôn á. Đội nó mát mẻ mà nó đỡ. Trên này có cái nón lá đã vậy. Nó không bị nám da nè mọi người. Thật sự ra nón nó rất là tiện lợi. Những người mà người ta đi tu á là đa phần người ta hay đội nón lá. Các thầy á, các thầy các cô á. Mọi người em cái gì mà bằng lá này. Là nó mát lắm chứ. Nên bây giờ là cái nhà em á, đừng có làm ngói nên em lập lá đi ngay cho nó mát. Thôi bỏ đi nha, để review cái xe của Chế Phong độc đáo mọi người. Ảnh to con, ảnh chạy cái xe cũng to như ảnh vậy đó. Hôm nay tụi em lại đi ăn với nhau, nhưng mà hôm nay tụi đi xe của anh Chế Phong nha. Em thì thay phục trang với Chanh Phong mấy ngày là phục trang vẫn còn nguyên nha. Dám nha. Rất tôi... con màu hồng nha. Áo màu hồng hôm qua là có hình sao, áo hồng là không có nha. Ủa gì hả? Trời tôi nhiều áo hồng lắm cô. Ủa gì là giới tính anh nó nằm trong khúc nào Phong? Hên xui. Ôi ngộ vậy, vậy là cái áo hồng này khác nữa hả? Mày, áo hồng hôm qua có hình làm sao không? Ôi ai biết đâu, trời ơi tôi đâu có biết. Này là cái xe hôm qua là quần đen khác, quần đen này, quần đen này. Nhưng mà cái giày là vẫn y chang phải không? Giày thì vẫn hồng. Chứ tôi tưởng cái dài mà khác nữa là hả cũng màu hồng nữa là tôi nhức đầu. Hiểu. Là rất là khúc đó là hiểu rồi đó. Mấy ngày nay thao túng Chế Phong, lý ra là phải hết clip rồi quý vị, nhưng mà vẫn còn clip nha. Anh nhắm cái xe con cóc rồi quanh chứa đồ nổi không Phong? Được không? Ổn phải không? Đây mọi người, nhà với anh Chế Phong mấy ngày nay ăn xong cứ đi mua những cái này nè. Mua nhiều lắm luôn mà hôm nay mới quay đó. Đó. Giống như cảm giác giống như hai đứa mà đi xây tổ ấm vậy má ơi. Mà nó không có vô. Đẹp quá luôn nha. Sơn lại nhà rồi nữa chứ bộ. Thấy không mọi người thấy không? Chế Phong giỏi lắm, Chế Phong chỗ tài đủ thứ. Mặc dù mặc áo hồng vậy á. Nhưng mà làm mà chuyện mặt đàn... không còn chút máu nữa. Mặt làm xanh mặt luôn đó. Toàn làm chuyện đàn ông không à. Nó làm từ hành hạ một ngày phải là vài tiếng đồng hồ nó mới chịu nổi. Nga là phải vài tiếng chứ mà vài chục phút nó không chịu. Là phải từ từ sáng tới chiều tới đêm mới xong mới chịu đúng không? Ôi dạo này Nga bị bệnh mua hoa mua cây mọi người, đúng là mùa hè á. Home Depot nó dụ mình biết bao nhiêu tiền cây tiền hoa thiệt tình luôn. Mai mốt mình rút kinh nghiệm mua cái xe bự bự á Phong. Mua mấy xe này đâu có nhét được gì đâu. Anh mua xe này để né nhờ giả đó phải không? Mà cuối cùng bữa giờ cũng khuân được biết bao nhiêu đồ trên xe này. Đó, cái này để dành cho để chút xíu. Nó là trên cái đèn đó. Biết rồi, biết rồi. Mất cái đó là không có cắm được cái đèn đâu. Mất cái đó là không ra lại gì, nó là thua thôi chứ lại gì. Là thua đó, là thua. Trời ơi, em thao túng Chế Phong được đủ mọi bề luôn, kể cả mua hoa nhét vô xe anh cũng ok luôn mọi người. Đẹp quá Phong. Cây hoa nè. Ôi có mấy chục bạc à. Cây này nó tươi lâu nha, cái loại kia là nó héo liền à. Loại này chơi được qua năm suốt tháng nè. Sao vậy? Một cái em ôm trên người. Em ôm đi. Tại vì cái thùng sơn nằm dưới chân em rồi. Đúng không? Trời cái xe này mà em nhét được hết tất cả em cũng phục lắm luôn phải không? Nè, còn lọ sơn nè. Không, em ôm cái này đi cho nó gọn. Lọ sơn thì đơn giản quá.
hay quá. Cái xe của Chế Phong, cái xe Chế Phong đặc biệt mọi người, nó nhỏ xíu à. Mọi người thấy không? Xe này nó còn nhỏ hơn chiếc Ma, chiếc Matic của em ngày xưa ở Việt Nam, nó còn bự hơn á mọi người. Mà xe ổng bữa giờ là chứa biết bao nhiêu đồ cho em luôn. Nó chưa khó ngồi nha. Thì đó. Trời ơi, mạnh dữ Phong. Rồi hai cái chân tôi két nhét đâu Phong. Ngồi vô trước đi, em ngồi vô cái đi. Cái này mà không có review là không được luôn á. Để cho người ta biết là một cái xe như vậy mà có thể nhét được tất cả thứ, mọi thứ trên đời. Cái qua này vô đây được phải không? Nhét hai chậu hoa vô đây được phải không? Mẹ của anh cứ bắt anh nhét hoài. Nhét là nghề của anh. Nhắm nhét được không? Được mẹ. Còn trên xe ông có đồ gì của ông quăng hết đi rồi ông chứa đồ tôi. Ôi hay quá ha, vô rồi đó mọi người. Ôi cái xe của Chế Phong nó nhỏ bé xinh xinh vậy đó. Mà nó nhét được cả thế giới này của Thúy Nga vô luôn. Vô trước đi, rồi cái này là đặng người cô nè. Xin được phép bắt đầu. Chừng cháy trước chứ. Chừng cháy bước vô trong. Em banh càng vô nè Phong. Ôi hay quá Phong ơi. Thôi mọi người ơi, bây giờ là chúng em đã nhét được cả thế giới vô chiếc xe con cấp của anh Phong rồi. Giờ chúng ta về nhà sẽ làm trang trí cái cổng nữa cho đẹp nha. Mọi người thấy gì chưa? Đây là cái cổng do anh Chế Phong làm đó quý vị. Đó, chạy xe đúc cái vô nè, thấy không? Đúc vô sao xài. Bản số có măng cục sầu riêng rất là dễ thương do chị Hoa thiết kế. Măng một cục. Bây giờ cái này mà treo mấy cái vỏ hoa, gắn mấy cái đèn vô là xuất sắc luôn á Phong ơi. Em treo là phải treo kẽm. Thì đó, bây giờ treo tạm. Em có biết cái móc nhựa là rất là dễ xúc không? Biết, nó bay là rớt lên xe tích là hư luôn xe phải không? Không hư, nó chạy thôi chứ không hư. Trời ơi, làm sao bước ra dướng ngay ngãi rồi. Trời ơi, đi cái xe của ông thì cái tôi lại luôn á. Nhưng mà vui quý vị, rất là vui khi mà trời ơi, xe người ta gọn gàng vậy thôi chứ. Cúc bất tử nè, rất là đẹp nha. Đây, bây giờ mình phải cho mọi người biết là cái cổng là tác phẩm của Chế Phong với lại anh nhạc sĩ từ Việt Nam qua chơi vài ngày đã bị hành hạ. Nhạc sĩ Minh Luân bây giờ sợ quá trốn về nước quý vị, tại sợ làm cổng nữa, trốn về rồi. Cổng tre dễ thương lắm. Để đậu xe cho nó mát mẻ. À, có treo là treo phía ngoài đâu, cái đinh bự dài, đúng không? Anh sẽ khoa ngay đó, chồng nó vô. À. Hai góc hai bên. Anh làm cho em luôn đi. Số rồi. Không, anh làm phía sau này nè Phong. Phía sau đó, không sao, em đậu cái xe em ấy vô được mà. Nè, rồi nha, đây nè, nó trơn lắm, tôi nói cho cô biết đây nè. Anh yên tâm đi, em hứa trân trọng, nếu xe em mà trầy thì em chịu trách nhiệm trước pháp luật. Em sẽ không đòi hỏi gì. Treo hai cái này toàn te lên nè mọi người. Ôi mùa hè tới không có chuyện gì làm, bị bệnh máu trang trí sân vườn nó nhập. Chế Phong bây giờ mới phát hiện ảnh được việc lắm quý vị ơi, hàng gì gái rồi theo ảnh nhiều quá trời luôn. Tại ảnh rất là siêng năng, đàn ông mà người ro ro gì làm việc dữ lắm luôn. Ôi mới vừa vô một cái mà Chế Phong ngoài treo, đẹp quá mọi người. Đây là kế bên nhà em là căn nhà quan, tới bây giờ vẫn chưa ai ở. Tại vì cái gì? Cái gì? Một ngày thao túng Chế Phong, hình như là 2 ngày rồi quý vị, sắp tới là 3 ngày rồi. Chế Phong đã làm được những kỳ tích nè, cho Thúy Nga. Nè, bây giờ cô đi tắt nước đi, nó rút lại y như tôi vậy luôn đó. Chỉ cần ngưng cung cấp cái là... Cái giòi này á, nó nhẹ lắm quý vị. Nè, nó ghét không? Nó vừa mới mua đó. Mà hôm nay mở nước ra xong rồi cái... Nó ngút ngắt như con rắn vậy, sợ ơi là sợ. Đây, và chúng ta bây giờ chính thức đã kết thúc clip quý vị. Một ngày thao túng anh Chế Phong đã xong. Ôi trời. Bị đụng cái xe. Và một ngày thao túng Chế Phong đã xong. Cái vàng thiên lý anh đã làm xong. Anh bây giờ mình mua hết tất cả lan, mình treo lủng lẳng này được không? Sáng ngủ dậy là không còn vỏ nào. Chuẩn.
rất là mát mẻ nha. Tôi tự nhiên tưởng cảnh cả cái chuyện á, nửa đêm mà chó sủa ba lần đó là nhà con chồng hiểu không, mà tự nhiên nó sủa ba lần xong nó không sủa nữa là biết đó nhà mất chó. Thôi chúng ta bài kết thúc và ngày hôm nay rất là cảm ơn Chế Phong. Ấy nhưng mà Phong ơi, mình còn trong phòng nữa Phong. Con này nó nằm mơ thấy em rồi, em yên tâm đi nha. Ủa nước gì mà nó nhỏ như ông vậy ông Phong? Dễ thương, nó nhí nhảnh vậy nè. Thấy ớn không? Mình dễ sợ luôn nha. Nè.